Dạ, xin chào mọi người, cửa hàng thiết bị tế Quỳnh Gia xin giới thiệu cho mọi người một bộ ống dẫn 3 cẩm Anzo Manifold của thương hiệu Biomagic, là một bộ dẫn được thiết kế kết nối các kênh truyền khác nhau và để kiểm soát hướng dòng chất lỏng hoặc thuốc. Nó có thể được kết nối với hệ thống giám sát áp suất, cung cấp bộ 3 cổng sẵn sàng sử dụng, đáp ứng hầu hết các yêu cầu quy trình trong quá trình can thiệp tim mạch, đặc biệt là trong quy trình chụp mạch, chụp X quang, các quy trình liên quan khác. Bộ ống dẫn 3 cổng chứa tất cả các vật tư thiết bị chụp động mạch và các thủ tục khác liên quan đến hình thức kiểm tra ống thông. Dạ, sau đây em xin được kết thúc phần giới thiệu sản phẩm bộ ống dẫn 3 cổng Anzo Manifold. Dạ, xin cảm ơn mọi người đã xem video ạ.